Xin chào các bạn, hãy cùng xem những gì bạn có thể làm để đảm bảo cho con bạn luôn cảm thấy được yêu thương và chăm sóc với 6 bí quyết đơn giản như sau nhé. Bí quyết thứ nhất, dành thời gian chất lượng cho con. Hãy đọc sách và kể chuyện cho con nghe. Bạn cũng có thể tạo ra âm nhạc cho con nghe bằng các đồ vật trong nhà. Ngay cả khi đang bận, bạn vẫn có thể dành thời gian cho con, tả cho con bạn chính xác việc bạn đang làm, từ quét nhà đến rửa chén, tất cả đều có thể kích thích con. Bí quyết thứ hai, giao tiếp rõ ràng. Khi nói chuyện với con, bạn nên hạ người xuống ngang tầm của con để con có thể nhìn và nghe thấy bạn. Duy trì giao tiếp bằng mắt, mỉm cười và luôn khuyến khích con. Kiên nhẫn và cho trẻ thời gian để trả lời, lắng nghe, gật đầu và nói rằng bạn đã nghe lời con nói. Bí quyết thứ ba, xây dựng kết nối cảm xúc. Hãy nhớ rằng ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, cử chỉ, âm thanh và lời nói tích cực sẽ có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Bí quyết thứ tư, giúp con độc lập, xây dựng sự tự tin cho con bằng cách khen ngợi những điều con làm được thay vì tập trung vào những điều con không thể làm. Bí quyết thứ năm, thực hiện thói quen. Xây dựng một lịch trình nhất quán sẽ giúp bạn sắp xếp và kiểm soát mọi việc tốt hơn. Dùng ngôn ngữ đơn giản để đưa ra hướng dẫn rõ ràng và sử dụng cử chỉ, hình ảnh, âm thanh để giúp con bạn hiểu rõ kế hoạch mỗi ngày. Bí quyết thứ sáu, hãy yêu cầu sự trợ giúp. Sẽ là rất bình thường nếu bạn cảm thấy căng thẳng, lo lắng hoặc thất vọng khi chăm sóc bất kỳ đứa trẻ nào, đặc biệt là trong những thời điểm bất ổn. Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con của bạn với các thành viên khác trong gia đình nhé. Trẻ khuyết tật cần tình yêu thương, sự tôn trọng và thời gian, giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Hãy hỗ trợ con trong cả lời nói và hành động để đảm bảo rằng con luôn cảm thấy được yêu mến và chấp nhận nhé.